Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 22. Sau một tuần nghỉ ngơi ăn Tết và Nami thì đã quay trở lại gặp các bạn trong Tàu Nhanh Công Nghệ tuần này đây. Trong tuần này thì mình sẽ gửi tới cho các bạn rất rất nhiều những thông tin hot hit về công nghệ, đặc biệt là dành cho những game thủ đang mong chờ khát khao sở hữu những chiếc card RTX 3000. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. 1. NVIDIA tạo ra card chuyên đào coi, hạn chế khả năng đào của RTX 3060. 2. Intel Locate Lake sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 3 tới đây. 3. RX 6700 XT ra mắt vào ngày 18 tháng 3 tới, có 12GB RAM. 4. Gen 4 sẽ có hiệu năng vượt trội 29% so với Gen 3. Tình hình hiện tại chung của chúng ta sau khi ra Tết đó chính là giá Bitcoin thì cao ngất ngưởng, người người nhà nhà đâu đâu cũng thấy thông tin về Bitcoin cả. Và nhất là những anh nông dân cày cuốc đào Bitcoin thì đã đi đến tất cả các cửa hàng về công nghệ để vơ vét hết những chiếc RTX 3000 về có thể đào Bitcoin rồi. Nên thành thử ra là những người chơi như chúng ta, những game thủ như chúng ta thì lại đang bị khan hiếm hàng rất là rất nhiều. Hơn nữa thì giá lại còn cao nữa chứ, bởi vì các ông lớn đầu cơ mà các anh nông dân kia thì cũng có tha đâu. Rồi mình cũng có đâu đấy nghe được một thông tin, tìm hiểu được một thông tin ở bên Trung Quốc ấy, là người ta không có cả đấy, nên thành ra người ta mua những chiếc laptop sử dụng RTX 3060 về để đào Bitcoin ngay tại nhà các bạn ạ. Kinh khủng khiếp chưa nào. Thế nên là để cái tình trạng này chấm dứt và dừng lại, nên là ông lớn NVIDIA đã cho ra một cái quyết định mình thấy thực sự là cực kỳ sáng suốt cũng là nhanh chóng trong cái thời điểm như thế này. Đó chính là thứ nhất thì NVIDIA sẽ cho ra mắt những chiếc card dùng để chuyên đào Bitcoin thôi. Và cái thứ hai thì sẽ là thay đổi driver để hạn chế người dùng sử dụng card RTX 3060 đào Bitcoin trên đó. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng với mình đi tìm hiểu sâu hơn hai cái phương pháp này là gì nhá. Đầu tiên là về những cái mẫu card chuyên dụng để đào coin thì NVIDIA cho ra mắt bạn này có tên là CMP. Đây là từ viết tắt của Crypto Mining Processor. Bạn này sẽ có những cái tiền tố là HX. Thế nên chúng ta sẽ có các mẫu card bao gồm là 30HX, 40HX, 50HX và 90HX. Nói chung là mẫu card này thì MV đã nói là họ chỉ chuyên dụng sản xuất ra để cho đào coin thôi, nên sẽ hạn chế cái việc chơi game ở trên đó. Nên là chúng ta cũng sẽ yên tâm việc không phải cạnh tranh với những bác nông dân trên đào coin rồi. Vậy là chúng ta đã xong phần card cho các bác nông dân rồi. Thế những cái mẫu card còn lại trên thị trường như là 3060, 3070, 3080 vẫn đang bị càn quét thì sao nhỉ? NVIDIA đã đưa ra một giải pháp khác, đó chính là hạn chế tới 50% đào coin, khả năng đào coin trên những cái mẫu card này thông qua driver. Cơ mà các bác nông dân nhà chúng ta thì vẫn khôn khéo lắm cơ. Nếu bây giờ nâng cấp lên không đào được coin ở phiên bản mới thì chúng tôi không update nữa, chúng tôi vẫn dùng như cũ mà thôi. Nhưng mà cơ bản về phía NVIDIA thì họ cũng lại cho ra một phương án đề phòng. Nói chung là cũng không kém cạnh nhau đâu. Quả quyết dây thì có móng toay nhọn mà. Khả năng là trong thời gian tới thì NVIDIA sẽ làm ra những phiên bản update GPU RTX 3000 mới hoàn toàn, để chúng chỉ có khả năng được tương thích với những driver mới mà thôi. Nơi đó thì sẽ khóa chặt cái hiệu năng đào coin lại. Nói chung thì dù gì đây cũng sẽ là một tin rất vui cho game thủ chúng ta. Và những mẫu card mới để sử dụng chuyên đào coin sẽ được ra mắt vào cuối quý 1 năm nay. Hy vọng là đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ không còn cái tình trạng khan hiếm hàng như bây giờ nhá. Sau rất nhiều lần đồn đoán thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết chính thức ngày ra mắt của dòng sản phẩm Locate Lake, hay được gọi là Core i thế hệ thứ 11 đến từ nhà Intel vào ngày 15 tháng 3 tới đây rồi các bạn ạ. Nói chung thì chúng mình thì đã có đầy đủ trên tay các bo mạch chủ series 500 rồi, cơ mà còn thiếu những chiếc CPU Core i thế hệ thứ 11 để có thể test được tất cả những cái tính năng được trang bị nâng cấp hơn như kiểu là PCI Express 4.0 chẳng hạn. Và lần này thì cái điều mà mình thấy đặc biệt đầu tiên nhất thì đó chính vẫn là cái về đóng gói bao bì của những chiếc Core i thế hệ thứ 11. Cơ bản thì Intel vẫn sẽ ưu ái hơn cho những cái dòng sản phẩm cao cấp của mình. Như các bạn có thể thấy là từ đời Core i9 này 9900 rồi đến Core i9 10900K đều có một cái dạng thiết kế rất là đặc biệt và đẹp mắt. Và lần này thì Core i9 11900K cũng không phải nằm ngoại lệ. Cơ bản thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái miếng mica ở hai bên. Nhưng mà lần này thì không biết là các bạn nhìn cái mẫu mô phỏng ở trên mạng ấy thì thấy nó giống với cái gì? Bản thân mình thì mình cảm thấy đây giống như kiểu là một cái packaging đóng gói của một miếng khoai tây cắt lát bằng cái dao lượn sóng ấy. Và ngay sau khi mà Intel cho ra mắt những chiếc Core i thế hệ thứ 11 của mình vào ngày 15 tháng 3 tới đây thì AMD cũng không hề kém cạnh nha. Họ sẽ cho ra mắt những chiếc card RX 6700 XT của mình vào ngày 18 tháng 3 tới đây.
Nói chung là nhìn theo những cái thông số của RX 6700 XT thì chúng ta sẽ có là 12GB RAM và hướng tới giải trí ở độ phân giải là 2K, rồi được trang bị bộ vi xử lý Navi 22 cũng như là trên tiến trình 7 nanomet. Đây sẽ là một cái dòng sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đối đầu với RTX 3060. Còn mà nói gì thì nói, ở thời điểm hiện tại thì 3060 của chúng ta thì đang cực kỳ khan hiếm hàng bởi các bác nông dân đào coi. Còn nghe phong phanh đâu đó thông tin của những chiếc RX 6700 XT thì sẽ là cực kỳ khan hiếm hàng này các bạn ạ. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay thì cũng là một tin cực kỳ vui cho người dùng chúng ta, đó chính là AMD đang rục dịch sản xuất những CPU Gen 4 rồi. Mặc dù là Gen 3 thì cũng ra mắt vừa mới đây thôi, đâu đấy ước chừng vào khoảng hơn 3 tháng mà giờ hàng thì cũng khan hiếm, còn mà AMD thì lại tiếp tục đang cho ra những tiến trình sản xuất CPU Gen 4 rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có Gen 3 là thế hệ cuối cùng sử dụng socket ARM4, và Gen 4 thì sẽ được chuyển sang hẳn sử dụng socket ARM5. Nhưng mà AMD thì vẫn sẽ sử dụng bước đệm giữa Gen 3 và Gen 4 bằng dòng CPU mang tên là Gen 3+, sử dụng socket ARM5 và hiệu năng thì chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với Gen 3, tức là khoảng từ 4-7% mà thôi. Món chính của chúng ta chờ đợi sẽ là Gen 4, được ra mắt vào năm 2022 và hứa hẹn thì nó sẽ có hiệu năng vượt trội hơn tới là 40% so với Gen 3. Và nếu mà xét về hiệu năng cùng mức xung thì hơn vào khoảng 29%, một con số quá khủng khiếp phải không nào? Gen 4 sẽ được làm trên tiến trình là 5 nanomet và rất có thể là sẽ tăng số lượng nhân lên so với hiện tại. Nhưng mà đấy là câu chuyện của 2022, còn bây giờ thì các bạn mua được Gen 3 là tốt lắm rồi, vì hàng hóa thì vẫn chưa đâu vào đâu cả. Vậy là Tông Nhanh Công Nghệ tuần này của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua, và cũng như đừng quên để lại những bình luận xuống phía bên dưới, like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.